em bỏ anh em đi chuyển vời chứ bỏ anh em đi nghe ông khóc không ôi giống chết chả bây giờ lúc lắng lên đi em mà không ra một mình chứ tôi không về được nhà tôi đây đâu mà tôi về nhà tôi chứ dũng về đây à ừ nhà mình đây rồi buổi sáng đầm em mới lên ơi em mà ai bảo xuống chuyện mời con không bằng rồi ai bảo được không con già rồi ốm đau khổ lắm và đi cho thanh thản mấy hôm nay không thở được hơn một tuần rồi mà con nặng hơn một tuần đây rồi còn ốm mấy tháng rồi mà con đi cho nó đỡ đau đớn cho thanh thản ông bị ốm chẳng xin gì hả ông trang trí cho đẹp cơ con cơm đã có các con các cháu cho nó cụ cụ ăn giỏi chứ chán bà có ăn những gì không có ăn chứ thì không được ăn Yeah.
Thôi ra đi, chẳng ai gọi, chẳng ai cho biết lời đã tôi. Tôi có làm gì nên tội và ác ngang kiệt thế này. Thôi ra đi, tôi đang nằm giang. Không biết là sao. Ôi trời ơi, dậy đi ra đi về. Chẳng ai